tỉnh Nam Định Xuân 11 nằm trong Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Nam Định lần thứ 8 năm 2018. Cầu thủ của đội bóng Ý Yên sẽ là những người giành quyền triển khai với những bóng trước, và hiệp một trận đấu này đã được bắt đầu không đều. Và khả năng kiểm soát thế trận vẫn thuộc về các cầu thủ của đội bóng Ý Yên. Rất hay của Tiến Dũng, không duyệt vị, vẫn còn, không vào, sút tiếp, vẫn không vào. Bóng quyết liệt vẫn đang ngược cả hai đội bóng Ý Yên. Một đợt tấn công mới dành cho đội bóng Ý Yên, dứt điểm, không thành công. Vâng, như vậy là đã có bàn thắng đến với cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Biển Thành phố Nam Định ở trong tình huống đã qua. 1-0 cho các cầu thủ của đội bóng Biển Thành phố. Thanh niên Hữu Yên đã phải trải qua. Tuy nhiên thì bóng đá là như vậy. Một đợt tấn công dành cho đội bóng Yên không thành công. Dành thời gian chuyển khai bóng nhiều hơn ở trong khoảng thời gian trước đó là đội bóng đã phải nhận bàn thua. Và bây giờ thì tiếp tục sẽ có một tình huống phạt đền cho cầu thủ của đội bóng Yên ở trong thời điểm hiện tại. 2-0 cho cầu thủ của đội bóng Biển Thành phố. Từ chấm 11m thì Huỳnh Anh Trung không khó. Kèm theo đó thì những cầu thủ khác như là vị trí của Nguyễn Văn Toàn cũng đang đảm bảo được sự tập trung. Rất nguy hiểm. 3-0 cho cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Tuyển Thành phố Nam Định. Phản công cho cầu thủ của đội bóng Yên. Đường chuyền rất hay, đùa tô. Pha bằng lên rất nhanh. Đối mặt thôi. Đó. Tuyệt vời cho các cầu thủ của đội bóng đến từ huyện Yên. Một pha bóng mà các cầu thủ của đội bóng này dường như đã khai thác được hàng thủ bên phía câu lạc bộ về mặt tâm lý, không thành công. Hơn bao giờ hết thì khoảng thời gian kế tiếp, bóng khôi, cắt ngang, Tuấn Anh, dứt điểm đi, không vào. Bóng đối phương. Và như vậy là trọng tài Hoàng Ngọc Khánh đã đổi còi, khép lại trận đấu chung kết của dòng đá vô địch tỉnh Nam Định Xuân 11 năm 2018 giữa Tuyển Thành phố Nam Định và Tuyển Thanh niên huyện Ý Yên. 3-1 là chiến thắng dành cho đội bóng Tuyển Thành phố Nam Định và đã giúp cho đội bóng này một lần nữa bước lên bục vinh quang của giải đấu danh giá nhất tại sân chơi của bóng đá tỉnh Nam Định ở đấu trường của bóng đá 11. Và như vậy là các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Tuyển Thành phố Nam Định cũng đã nâng cao chiếc cúp vô địch của dòng đá vô địch tỉnh Nam Định Xuân 11 nằm trong chương trình của Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Nam Định lần thứ 8 năm 2018. Xin chúc mừng các cầu thủ đến từ thành phố Nam Định, chúc mừng cho huấn luyện viên Nguyễn Xuân Minh.